Wika Sport xin chào anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ review cho anh em mẫu Wika Quang Hải VH19 Neo màu xám anh em nhé. Thì đối với cái màu này thì anh em sẽ nhìn nó rất sáng, tuy nhiên nó sẽ có một hạn chế, đó là dễ lộ màu bẩn. Đó là một cái điều mà anh em khi chơi sẽ phải vệ sinh cẩn thận thôi này. Còn đâu về cái form dáng hay là cái đường chỉ, nhìn nó sẽ nổi lên rất đẹp anh em nhé. Đó. Như anh em biết rồi thì mẫu Quang Hải này thì nó sẽ là da microfiber, đế cao su non, rất dẻo anh em nhé. Và đặc biệt là khâu phun đế cho anh em. Khâu này rất chắc chắn, tăng cường cái độ bền cho đôi giày. Đó. Các cái đường chỉ này nó sẽ giúp tăng ma sát khi tiếp xúc bóng. Đó. Đế này là đế lót rất êm anh em nhé. Sử dụng cái dạng khuôn tổ ong. Đó. Dạng lưới tổ ong như này, nó sẽ tăng cái độ đàn hồi lên và giúp cái êm chân hơn cho anh em. Thì đôi Quang Hải và đôi Công Phượng nó sẽ đều có full size, từ trẻ em cho đến người lớn, từ 32 cho đến 43 anh em nhé. Đó. Thì để đặt hàng sản phẩm này, anh em cứ liên hệ theo số đường link bên dưới hoặc truy cập vào website để chúng ta có thể đặt hàng và tham khảo sản phẩm của Wika Sport. Ok. Thì đối với cái phần đế này thì anh em thắc mắc thì với cái mặt đế như thế này thì chơi cỏ tự nhiên hay không, hay là chỉ chơi cỏ nhân tạo, thì đối với đôi các sản phẩm giày Wika thì anh em có thể chơi được các mặt sân anh em nhé. Bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cái địa hình sân ở Việt Nam để cho ra một cái mẫu đinh răm nó vừa phải, nó bám trên sân cỏ nhân tạo cũng như sân cỏ tự nhiên tốt. Đó. Chỉ khi anh em nào mà chọn thì nó loại đinh răm AG ấy, loại đinh răm cao ấy, thì mới phải đắn đo. Còn đối với cái đinh răm TF này thì anh em có thể chơi được vô tư trên sân cỏ tự nhiên cũng như là sân cỏ nhân tạo. Đó. Bởi vì nó sẽ thấp và không bị đau chân. Còn cái loại đinh răm AG kia thì nó sẽ đinh dài hơn và nó sẽ phải yêu cầu cái mặt sân dày cỏ hơn. Cho nên anh em chú ý cái loại đinh răm đấy thôi. Còn đâu đối với đinh răm TF này anh em có thể chơi thoải mái anh em nhé. Ok, xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Wika Sport ra mắt những video tiếp theo. Đập hộp anh em nhé. Và hãy truy cập vào wikasport.com để chúng ta tham khảo được những cái sản phẩm nhà Wika, từ ba lô đến túi sách, tất cả phụ kiện anh em đều có thể mua trên wikasport.com anh em nhé. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo. Đôi này đang được bảo hành 90 ngày và miễn phí ship toàn quốc anh em nhé. Ok.